Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư, rất vui được gặp quý vị nhà đầu tư trong chương trình Tiêu điểm đầu tư được diễn ra hàng tuần vào ngày thứ ba. Hôm nay chương trình chúng ta sẽ nói về ngành bán lẻ. Ngành này là một ngành khá là hấp dẫn nếu như mà phục hồi sau đại dịch. Thì tôi là Tuấn Hoàng, đây là anh Du, chuyên gia của VinDirect. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên là sẽ là phần vĩ mô của ngành bán lẻ. Thì ngành bán lẻ là một ngành mà sẽ đi cùng với nền kinh tế. Thông thường thì nền kinh tế sẽ có sự hồi phục dẫn đầu bởi các ngành sản xuất và ngành vật liệu xây dựng hay xây dựng. Vì thông thường là khi một nền kinh tế bắt đầu ở từ đáy đi lên thì thông thường là cái sự hỗ trợ của chính phủ sẽ là quan trọng hơn. Và chính sau cái sự hỗ trợ đấy thì bắt đầu nền kinh tế được có sự lan tỏa. Và sự lan tỏa tiếp theo sẽ thường sẽ đến là ngành bán lẻ. Thì chúng ta đã chứng kiến một cái quá trình tăng giá rất là mạnh mẽ của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, phải đúng không ạ? Thì theo quan điểm của Tuấn thì sau cái giai đoạn đấy sẽ là giai đoạn mà những cái ngành mà phục hồi chậm theo đó và nó đi cùng với nền kinh tế sẽ là những ngành phục hồi tiếp theo. Thì ngành bán lẻ của ngành khá là hấp dẫn. Chúng ta nhìn ở trong cái biểu đồ này đó là cái tăng trưởng GDP Việt Nam và ASEAN trong cái giai đoạn mà từ 2020, 2021 đến 2022. Thì chúng ta nhận thấy rằng là trong cái giai đoạn mà 2020, Việt Nam là đất nước duy nhất trong cái khối ASEAN có tăng trưởng dương. Và nếu như chúng ta nhìn tiếp cái dự báo của một số các tổ chức quốc tế thì tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ thuộc top cao nhất trong các nước ở trong khối ASEAN và đứng thứ hai là đất nước Malaysia. Thì khi mà tăng trưởng GDP cao ấy, thì nó sẽ là support cho ngành bán lẻ. Đó. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn cái tăng trưởng GDP của Việt Nam mình trong cái giai đoạn sau từ cái quý 1, quý 2 năm ngoái đến nay thì chúng ta nhìn thấy là một cái hình phục hồi hình chữ V, đúng không ạ? Và cái tổng mức bán lẻ hàng hóa năm cũng có sự phục hồi rất là mạnh mẽ sau cái giai đoạn mà dịch diễn ra vào quý 1 năm ngoái. Tiếp theo là chúng ta đến cái hình là GDP bình quân trên đầu người. Thì cái GDP bình quân trên đầu người thì tác động rất nhiều đến cái việc mà tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam, đặc biệt là những mặt hàng mà không thiết yếu như kiểu điện thoại này, điện máy, hay là những mặt hàng xa xỉ hơn như kiểu vàng hay trang sức. Thì theo dự báo của một số các tổ chức như kiểu IMF thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại năm 2020, cuối 2020 đạt khoảng 3.500 đô. Và dự kiến rằng đến 2025 cái mức tăng cái thu nhập trên đầu người ấy, sẽ tăng là 1,5 lần nữa. Thì khi mà cái tăng trưởng thu nhập trên đầu người sẽ kích thích tiêu dùng, và đồng thời chúng ta có một cái biểu đồ thứ hai bên cạnh, đó là biểu đồ tại Việt Nam thì cái số lượng người Việt Nam có tài sản trên 1 triệu đô ấy, sẽ tăng rất là mạnh mẽ từ khoảng 15.000 người lên khoảng 25.000 người đến năm 2025, và những người có tài sản trên 30 triệu đô tức là trên khoảng 1.000 tỷ, đúng không? Khoảng 800 tỷ thì sẽ tăng trưởng từ 188 người lên khoảng hơn 500 người. Điều đấy cho thấy rằng là Việt Nam mình đang là một cái đất nước mà có cái middle class, tức là tầng lớp mà trung lưu và cận giàu có tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Và trong cái điều kiện như thế thì nền kinh tế Việt Nam mình sẽ thúc đẩy cái tăng trưởng bán lẻ. Tiếp theo một cái biểu đồ nữa là cái biểu đồ về cơ cấu dân số Việt Nam. Thì cơ cấu dân số Việt Nam, cái độ tuổi trung bình Việt Nam hiện nay đâu đó khoảng 33 tuổi và là một cơ cấu dân số khá là vàng, khá là trẻ. Trong điều kiện như thế thì mọi người nhìn cái biểu đồ thứ hai bên cạnh ấy, thì trong cái điều kiện như thế thì cái dân số ở thành thị đang tăng dần lên rất là mạnh, và theo dự báo của một số tổ chức là cái xu hướng này xu hướng trên toàn thế giới, tức là nó sẽ hình thành những cái siêu thị, tức là cái đại siêu thị, đại thành phố rất là lớn, và Việt Nam mình cũng sẽ nằm trong cái xu hướng như vậy. Đó, thế thì tổng kết lại của cái ngành bán lẻ đó gì? Đó là Việt Nam là một nước rất là tiềm năng nhờ GDP tăng trưởng rất là cao. Thứ hai nữa là cái cơ cấu dân số của mình cũng khá là trẻ và thu nhập của người dân sẽ tăng dần theo thời gian. Thì đây là ba yếu tố khá là quan trọng khi chúng ta xem xét đến ngành bán lẻ. Và trong ngành bán lẻ này thì chúng ta sẽ để ý những doanh nghiệp nào, thì sau đây tôi sẽ xin đưa ra bốn doanh nghiệp. Thứ nhất đó là công ty Thế Giới Động, là công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Những cái mà đặc điểm quan trọng nhất đối với cả Thế Giới Động chúng ta cần phải nhìn đó là
cái định hướng thay đổi của người dân từ chợ truyền thống sang siêu thị hiện đại. Tức là bên Thế Giới Động họ có 3 loại, một là chuỗi Thế Giới Động, hai là chuỗi Điện Máy Xanh và ba là chuỗi Bách Hóa Xanh. Thì cái Bách Hóa Xanh chính là cái mảng mà siêu thị hiện đại đó. Thứ hai nữa là cái catalyst rất quan trọng trong cái thời gian này, đó chính là hưởng lợi từ làn sóng 5G và tắt sóng 2G. Tức là có một cái nghị định của chính phủ là dự kiến rằng là mình sẽ cắt cái sóng 2G, bởi vì cái chi phí vận hành sóng 2G quá lớn và số lượng thuê bao 2G trên tại Việt Nam hiện tại là 24 triệu. Và team Tuấn có ngồi đánh giá lại, nếu 24 triệu này mà chúng ta tính 3 triệu một cái điện thoại thì có nghĩa là tổng cái quy mô mà phải thay thế đâu đó khoảng 72 nghìn tỷ. Và nếu như Thế Giới Động chiếm khoảng 50% thị phần thì đâu đó là cái doanh thu của Thế Giới Động nếu như mà ăn được mình bánh này nó sẽ tăng được khoảng là thêm 30 nghìn tỷ nữa, tức là tăng khoảng 30%. Và đương nhiên thì nó sẽ là không kéo dài trong một năm mà nó có thể kéo dài trong khoảng 2 năm, tức là từ 2021 và đến hết 2022. Và cái đề án của chính phủ này là dự kiến là tắt sóng vào khoảng 2023. Cái đề án tắt sóng này thì đã được thay đổi thành là đề án phát triển điện thoại smartphone giá rẻ. Chính vì vậy mà nhiều khả năng là những doanh nghiệp mà phân phối điện thoại sẽ là những doanh nghiệp mà được hưởng lợi rất là nhiều trong cái quá trình chuyển đổi này. Đó, thì đây là những cái yếu tố tích cực. Ngoài yếu tố khác như kiểu cơ cấu dân số vàng này, gia tăng tầng lớp trung lưu này, đúng không ạ? Thì một cái tiêu cực của cái mảng mà Thế Giới Động đang tham gia đó là cái thị trường điện thoại di động và điện máy thì bắt đầu đang dần dần bắt đầu bão hòa, và cái thời gian quay vòng sản phẩm nó rất là dài. Chính vì vậy mà những công ty thuộc cái ngành này ấy, thì cần phải có câu chuyện mới. Và đối với Thế Giới Động thì cái câu chuyện của nó chính là Bách Hóa Xanh. Về MOS, tức là cái lợi thế cạnh tranh của Thế Giới Động đó là gì? Họ là công ty số 1 trong ngành bán lẻ Việt Nam, và họ chiếm 50% thị phần bán lẻ di động và 40% bán lẻ điện máy, tức là một con số rất là cao. Cái độ bao phủ siêu thị của họ gần như toàn bộ đất nước Việt Nam. Chính vì việc cái bộ bao phủ lớn như vậy thì sẽ giúp cho là họ sẽ giao hàng nhanh hơn này, và cái độ nhận diện thương hiệu họ cũng tốt hơn rất nhiều so với các chuỗi điện máy khác. Về cái hệ thống quản trị và văn hóa thì họ cũng là một hệ thống văn hóa khách hàng trung tâm, mà họ xây được một cái nền văn hóa khá là vững chắc. Tuy vậy thì có một cái điểm tiêu cực trong cái lợi thế cạnh tranh của họ, đó là cái xu hướng tiêu dùng hiện tại đã đang dần chuyển sang online hóa, nhất là sau khi mấy dịch Covid diễn ra ấy, thì rất nhiều người ở nhà, thành ra là cái xu hướng mà họ chuyển sang mua sắm online là đang rất là rõ ràng. Chính vì thế nó ảnh hưởng đến cái miếng bánh của Thế Giới Động hiện tại. Về ban lãnh đạo thì ban lãnh đạo là họ có tầm nhìn và khả năng thực thi rất là tốt. Khi ban lãnh đạo họ đưa ra rằng là họ sẽ xây dựng được bao nhiêu cái siêu thị mới, cái cửa hàng mới thì gần như là họ sẽ thực hiện được. Và họ đã làm cái hệ thống chuyển đổi số ngay từ những 4 cửa hàng đầu tiên. Chính vì vậy mà cái việc cái hạ tầng của họ rất là tốt, nên họ mở rộng cửa hàng khá là tuyệt vời trong thời gian qua. Nhưng mà nhược điểm của họ ấy cũng là ưu điểm. Tức là ưu điểm thì họ phát hành e-shop, và việc e-shop đấy đã giữ chân được những nhân tài, những nhân viên ở trong hệ thống của họ. Tuy vậy thì e-shop thì lại có ảnh hưởng đến những người mà là cổ đông như chúng ta. Bởi vì mỗi năm họ e-shop khoảng 3%, thì đâu đó dường như rằng là mỗi năm cái sở hữu của mình trên giá trị của MWG sẽ bị giảm đi khoảng 3%. Thì đó là một điểm trừ của doanh nghiệp này, nhưng nó cũng là một điểm tích cực, bởi vì e-shop giữ được chân những nhân viên tài, và nhờ những nhân viên đấy thì Thế Giới Động mới có được ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ đến phần chính, đó là margin safety, tức là cái định giá và cái động lực nào để cổ phiếu này tăng trưởng. Thì thứ nhất là trong cái buổi analyst meeting, tức là trong cái buổi mà gặp gỡ nhà đầu tư chuyên viên phân tích vừa qua của Thế Giới Động, thì mục tiêu số 1 năm nay của họ là họ sẽ giảm lỗ của Bách Hóa Xanh. Lưu ý một chút là năm 2019 thì họ lỗ Bách Hóa Xanh đâu đó khoảng 1.400 tỷ và đến năm 2020 thì họ lỗ đâu đó khoảng 2.000 tỷ. Doanh thu tăng nhưng mà cái lỗ cũng tăng. Thế thì họ mục tiêu năm nay họ sẽ giảm được cái lỗ này, và nếu như cái lỗ này, cái việc giảm lỗ giảm xảy ra, đặc biệt là trong cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 này, nếu chúng ta nhìn thấy kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh được giảm đi, thì điều đó có nghĩa rằng là đây là một catalyst rất lớn để tăng giá của Thế Giới Động. Cũng phải lưu ý rằng là Thế Giới Động đã bị giá của họ bị đè nén trong rất nhiều thời gian qua, chủ yếu là bởi vì sự nghi ngờ trong việc thành công của Bách Hóa Xanh, khi mà cái chuỗi này càng mở rộng thì càng lỗ.
Đó, thì nếu như mà trong quý 1 này mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái Bách Hóa Xanh cũng bị giảm lỗ thì đây Tuấn nghĩ rằng là một cơ hội tuyệt vời để mua thêm vào cổ phiếu này. Kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2021 sẽ ở mức khoảng 5.200 tỷ, gần khoảng 5.400 tỷ, tăng trưởng 37%, nhờ một là sự phục hồi tiêu dùng ICT trên toàn cầu, và cái này cũng được Euromonitor cũng đưa ra. Thứ hai đó là chiếm lĩnh thêm thị trường điện máy của những hộ nhỏ lẻ khi mà họ phát triển cái chuỗi điện máy Super Mini DMS. Và thứ ba nữa là cái sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ kéo theo cái nhu cầu điện máy. Tuy nhiên thì cái sự phục hồi thị trường bất động sản ấy nó sẽ có độ trễ, khi mà thời gian xây dựng nó sẽ mất khoảng ít cũng phải mất khoảng 18 tháng, thì những cái doanh nghiệp mà đã vận hành trước rồi thì lúc đó thế giới động mới được hưởng lợi. Chính vì vậy mà cái quá trình mà điện máy sẽ tăng mạnh lại, Tuấn nghĩ là phải đến từ quý 4, chứ không mình sẽ không trông chờ được ngay từ quý 1, quý 2, quý 3 mà phải bắt đầu từ quý 4 trở đi. Đó, và đặc biệt rằng là như Tuấn đã nói, đó là cái xu hướng mà tắt sóng 2G và chuyển đổi sang sóng 5G, phát triển sóng 5G, thì đấy chính là một cái catalyst rất là lớn để tăng trưởng cái quy mô ngành điện thoại đã vốn nó đang bão hòa. Thì quy lại thì cái phần mà này thì Tuấn cho rằng là cái cơ hội của thế giới động có đạt được mục tiêu giá là 173.000 đồng, tương đương với cả PE forward là khoảng 15 lần. Đó. Ok, thứ hai là chúng ta sẽ đến với doanh nghiệp PNJ, là một doanh nghiệp cũng khá là nổi tiếng trong ngành bán lẻ và cũng đã có mức tăng giá, nếu như tính từ thời giai đoạn mà chuyển đổi đến nay ấy, là họ tăng giá rất nhiều lần rồi. Thì cái về cái macro của họ, tức là về cái vĩ mô của họ, đó là gì? Đó là cái thị trường trang sức vẫn còn khá là phân mảnh, và thứ hai nữa là cái những công ty bán lẻ có biên lợi nhuận rất là cao và PNJ đang là công ty dẫn đầu ngành. Nhưng mà cái tiêu cực của ngành này đó là trang sức vàng là một mặt hàng mà bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ảnh hưởng mạnh đến kinh tế nếu như nền kinh tế có đi xuống. Tuy vậy thì đứng ở góc độ của Tuấn thì Tuấn cho rằng là cái rủi ro đấy hiện tại là không quá lớn. Nguyên nhân vì sao không quá lớn, vì nếu như chúng ta cho rằng là sau Covid đó là một cái quá trình mùa đông kinh tế, nền kinh tế đã đi qua, thì đây là mùa xuân, và mùa xuân thế có lợi cho rất nhiều cho cái mặt hàng và bạc trang sức. Về cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này thì họ có quy mô sản xuất rất là lớn này, họ có kênh phân phối rất là rộng này, và đội ngũ thiết kế của họ thì có giàu kinh nghiệm, họ chiếm đến 70% nghệ nhân vàng tại Việt Nam, và đây là một lợi thế khá là lớn so với cả đối thủ khác. Thứ ba nữa là rào cản gia nhập ngành cũng khá là cao, khi mà những doanh nghiệp mới muốn gia nhập ngành vàng này thì họ buộc phải có giấy phép. Đó, thì đây là những cái lợi thế khá lớn của PNJ, và ban lãnh đạo họ khá là ok khi mà ban lãnh đạo tư duy lớn, tầm nhìn và phát triển thương hiệu PNJ có vị trí cao trong cái làng trang sức Việt Nam. Và thứ hai là chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng là một người mà đã đi cùng với công ty từ rất là lâu năm, chính vì vậy mà chị rất là hiểu cái ngành hàng này. Về định giá và cái động lực nào để tăng giá thì kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của năm 2021 của họ sẽ đạt được khoảng 1.200 tỷ, tăng trưởng khoảng 12%, đây là mức tăng trưởng không quá cao. P/E năm 2021 forward hiện tại đang khoảng 16 lần. Chu kỳ ngoài ra một cái catalyst của họ đang có thể soi vào, đó là việc họ xây dựng cái hệ thống vào chuỗi cầm đồ người bạn vàng. Thì khi mà họ gia nhập một cái mảng kinh doanh mới thì đó là một cái cơ hội, nhưng đồng thời cũng là một cái rủi ro. Và chính vì vậy mà trong cái catalyst này thì Tuấn sẽ chưa đưa đánh giá quá nhiều về cái chuỗi cửa hàng này. Và định giá của họ hiện tại, cái tiêu cực của cái công ty này đó là định giá hiện tại của họ không hề rẻ, khi mà cái P/E của họ đâu đó khoảng 23 lần thì phải, Tuấn không nhớ lắm chính xác, sorry, khoảng tức là khá là cao. Thế thì trong trường hợp như thế thì cái mức định giá hợp lý cho PNJ năm nay đâu đó khoảng 94.000, tức là PE khoảng 18 lần, và cái nếu như theo giá đóng cửa ngày hôm nay thì đâu đó là họ còn khoảng 9.3% tiềm năng. Một công ty khác mà Tuấn cũng cảm thấy khá là hấp dẫn tại thời điểm này đó là FRT. Khi mà cái catalyst lớn nhất của họ ấy cũng chính là việc tắt sóng 2G. Đó, và FRT được định giá khá là rẻ.
Thì về cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này thì lợi thế cạnh tranh của họ không quá mạnh như kiểu thế giới động, khi mà họ chỉ đứng ở số 2 thị phần mà thôi. Họ có một lợi thế là cái công ty mẹ của họ chính là FPT, và FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, và họ có, FPT có thể support FLT ở rất nhiều các mảng về quản trị, đúng không ạ? Tuy vậy, tiêu cực của cái mảng này đó chính là việc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty, và từ những công ty thương mại điện tử đã gia nhập vào cái ngành bán lẻ điện thoại này thì FLT cũng đang bị chịu sức ép đó, tương tự như thế giới động. Về ban lãnh đạo thì ban lãnh đạo họ có nhiệt huyết, họ có quan hệ tốt với ban bộ cổ đông, và họ cũng có sự chuyển dịch sang những mảng kinh doanh mới như kiểu mảng Long Châu về chuỗi nhà thuốc. Tuy vậy, cái việc mà quản trị chuyển dịch từ mặt hàng Bão Hòa sang cái mảng Long Châu là khá là chậm, thì đây cũng là mảng tiêu cực trong cái phần ban lãnh đạo của họ. Vì vậy, phần ban lãnh đạo này tôi chỉ đánh giá họ được 6 điểm mà thôi. Về lợi thế cạnh tranh, về catalyst, tức là về cái chất xúc tác để tăng giá và định giá của doanh nghiệp này, thì thông thường những doanh nghiệp bán lẻ thì người ta thường hay định giá bằng P/S, tức là vốn hóa trên sale. Bởi vì sao? Bởi vì cái vốn hóa của những ngành doanh nghiệp bán lẻ thường là rất là cao và biên lợi nhuận của họ rất là mỏng. Chính vì vậy họ chỉ cần tiết kiệm được 1% về ví dụ như là về chi phí bán hàng, thì họ có thể tăng được cái lợi nhuận lên gấp đôi. Đó, chính vì vậy mà những doanh nghiệp này thì thường sẽ định giá theo P/S thì hợp lý hơn. Nhất là trong năm 2020, doanh thu họ gần như vẫn đi ngang, nhưng mà cái lợi nhuận của họ ấy, giảm rất là sâu. Đó, thế thì trong năm nay thì Tuấn kỳ vọng rằng là họ sẽ đạt được cái mức lợi nhuận quay về mức của năm 2019, tức là đâu đó khoảng 220 tỷ. Thì trong trường hợp đấy, nếu chúng ta định giá theo P/E thì với P/E khoảng 15 lần thì họ sẽ có mức giá khoảng 42.000. Nhưng như Tuấn vừa mới nói là những doanh nghiệp này chúng ta nên nhìn cả P/S, tức là cái trên cái doanh thu. Thì nếu tính theo doanh thu thì P/S của họ, giả sử chúng ta tính theo 0,3 lần thôi, nên nhớ rằng là của thế giới động đâu đó P/S của họ phải đến khoảng 2 lần nhé. Thì tôi chỉ tính đến khoảng của thế giới động là khoảng 0,6 lần, thì chúng tôi ở đây chỉ tính là khoảng 0,3 lần thôi. Thì khi mà tính 0,3 lần thì cái giá của họ đâu đó khoảng 57.000, và nếu như chúng ta hợp hai cái này lại với nhau thì Tuấn cho rằng là cái mục tiêu của FLT năm nay và năm sau đâu đó khoảng 49.500 đồng là hợp lý. Đó, nếu như mà nhìn cái mức đóng cửa ngày hôm nay đâu đó khoảng 30.000, 31.000 đúng không ạ, thì cái tiềm năng tăng giá còn khá là lớn. Một doanh nghiệp khác khá là hot hiện nay đó là DVWorld. Thì DVWorld cái lớn nhất của họ trong thời gian qua đó là họ đã chuyển dịch được sang cái hệ thống phân phối sản phẩm Xiaomi. Và khi mà cái việc mà tắt sóng 2G và chuyển dịch sang điện thoại giá rẻ thì rõ ràng là DVWorld sẽ là một công ty sẽ được hưởng lợi rất là nhiều trong cái chuỗi điện thoại giá rẻ đấy. Tương tự như Nokia ngày trước, nhưng tương tự như khi ngày xưa DVWorld phân phối Nokia ngày trước. Đó, tuy vậy thì cái này cũng là một cái rủi ro của họ khi mà họ phải tập trung, tức là họ phụ thuộc vào một nhà cung cấp giống kiểu Nokia ngày xưa. Thì ngày xưa DVWorld đã một thời kỳ rất là khó khăn khi mà Nokia bị sập tiệm, đúng không ạ? Khi mà họ bị phải đóng cửa, thì đấy là một cái rủi ro rất là lớn của DVWorld. Về ban lãnh đạo của DVWorld thì ban lãnh đạo là những người gắn bó với cả công ty này cũng khá là lâu năm, khoảng là 17 năm rồi. Và nhân sự DVWorld cũng là được gắn bó với công ty này khi mà cái Covid đợt vừa rồi ấy, DVWorld tức là các nhân viên đều vẫn được hưởng lương như bình thường. Đó là một cái mà Tuấn đánh giá rằng là họ đã hỗ trợ nhân viên ở mức khá là tốt. Đó, ngoài ra thì một cái cắt lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 này sẽ đạt được khoảng 406 tỷ, thì PE của họ forward đâu đó chỉ có 13 lần thôi. Nhưng mà tiêu cực của họ thì cũng giống như P&J, đó là cái định giá hiện tại của họ hoàn toàn không hề rẻ. PE của họ đâu đó khoảng trên 20 lần, 21 lần, và chúng ta nếu như chúng ta đầu tư DVWorld thì chúng ta phải bet vào cái trường hợp là họ sẽ được tăng trưởng đúng như cái dự kiến của họ đấy, là lên tăng trưởng 30%. Đó, thì trong trường hợp như thế thì Tuấn cho rằng là DVWorld có thể có giá mục tiêu là khoảng 141.000, tương với cả PE khoảng 15 lần trong năm nay. Tuy vậy thì Tuấn vẫn nói rằng là đây là mức rủi ro vì định giá của họ hiện tại không hề rẻ. Và chính vì vậy nên khi mà chúng ta bet một cửa là cổ phiếu không hề rẻ trong hiện tại, và chúng ta bet một cửa tăng trưởng, thì rõ ràng nếu như tăng trưởng không đạt được như kỳ vọng thì nó sẽ là một cái rủi ro giảm giá rất là lớn. Đó, thì đấy là quan điểm của Tuấn về 4 cổ phiếu của trong ngành bán lẻ. Và sau đây sẽ xin mời anh Du cập nhật thêm về
tín hiệu kỹ thuật của 4 cổ phiếu này. Thì mời anh Du ạ. Xin chào quý vị nhà đầu tư, chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo. Du sẽ đánh giá các cái cổ phiếu này trên góc độ phân tích kỹ thuật. Thì thứ nhất, chúng ta nhìn cái triển vọng của thị trường trong ngắn hạn. Chúng ta thấy rằng VN Index thì trong khoảng một tháng qua đang sideways trong cái biên độ là 150 đến 1200. Tức là chúng ta đang trong một cái vùng sideways, trước đấy một cái quá trình tăng giá rất là mạnh. Và những cái rủi ro thì cũng đang bắt đầu xuất hiện khi mà chúng ta gặp áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài, hay những cái rào cản liên quan đến kỹ thuật của HOSE, hoặc là những cái thông tin liên quan đến lãi suất bắt đầu tăng trở lại, thì nó là những cái rào cản khiến cho cái tâm lý thị trường trong ngắn hạn nó sẽ bị áp lực. Ngoài ra thì thông thường thì tháng 4 và tháng 5 cũng là những thời điểm mà thị trường chứng khoán hay gặp những cái bất lợi và giảm giá. Thì chỉ trong năm 2020 khi mà thị trường nó giảm rất mạnh vào tháng 2, tháng 3 thì tháng 4 là tháng tăng giá. Còn đa số các năm gần đây thì tháng 4 và tháng 5 thường là tháng mà thị trường giảm. Thì chính vì thế với những cổ phiếu mà có góc độ cơ bản như những cổ phiếu ngành bán lẻ thì chúng ta có nhiều cơ hội để mua khi mà thị trường giảm giá. Tức là nếu mà mua dưới góc độ đầu tư thì chúng ta sẽ có những cái biên an toàn nó tích cực hơn là chúng ta mua khi mà thị trường đang ở giai đoạn hưng phấn hiện tại. Thì nhìn các cổ phiếu như Thế Giới Di Động thì cái cách tăng giá của nó hàng năm nó rất là đều đặn và nó là một cổ phiếu tăng trưởng rõ rệt. Tức là tính từ khi cổ phiếu này niêm yết đến nay thì các cái đỉnh sau luôn cao dần hơn các đỉnh trước và các cái đáy sau cũng cao hơn. Nhưng cái cách tăng của Thế Giới Di Động thì thường sau những sóng tăng mạnh thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh và tích lũy cũng tương đối dài. Ví dụ những cái giai đoạn 2016 sau khi tăng mạnh thì nó tích lũy mất khoảng 1 năm. Giai đoạn 2016-2017 sau khi tăng trưởng thì đến đầu 2018, cuối 2017 tích lũy đến tận cuối 2019, tức là gần 2 năm. Trong biến độ đi ngang khoảng 20-25%. Thì đấy là cách tăng của những cổ phiếu tăng trưởng. Tại vì thông thường sau một quá trình tăng nóng thì doanh nghiệp sẽ phải đợi cái sự thay đổi mạnh về triển vọng cơ bản để cổ phiếu tiếp tục tăng giá. Và thường trong giai đoạn đấy sẽ là cái quá trình trao tay giữa những người đã đạt kỳ vọng lãi và những người có những cái kỳ vọng mới cho tương lai, thì nó sẽ mất thời gian. Trong năm 2020 đến nay thì cái cách tăng dưới động nó cũng vẫn khá mạnh, nhưng mà nếu mà chúng ta tính từ cái vùng đáy đi lên thì nó mức tăng tốt, tức là tăng từ vùng khoảng 56.000 lên vùng giá hiện tại 130.000, tăng hơn 100%. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn so với đỉnh của năm trước thì cái mức tăng là không nhiều. Thì bản chất cổ phiếu này vẫn là một cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid của năm 2020 và cổ phiếu hồi phục trở lại, nhưng mà cái mức độ hồi phục dù sao vẫn là tốt hơn rất nhiều so với nhiều cổ phiếu trên mặt bằng chung trên thị trường. Tức là cổ phiếu đã vượt đỉnh khoảng năm 2020, nó cho thấy cái sóng tăng trung hạn vẫn tiếp diễn. Thì ở góc độ phân tích kỹ thuật thì hiện tại xu hướng ngắn hạn cổ phiếu này rất tích cực khi mà nó vẫn giữ trên cái đỉnh cũ của năm 2020 ở vùng 125.000 đồng cổ phiếu. Nhưng mà nếu chúng ta xét theo cái bối cảnh của thị trường hiện tại mà chúng ta kỳ vọng là tháng 4 thị trường điều chỉnh, thì rõ ràng áp lực của Thế Giới Động nó cũng sẽ điều chỉnh. Thì bản chất cổ phiếu này cũng không mấy khi đi ngược thị trường, nó cũng là cổ phiếu có tính thị trường rất là cao. Và với Thế Giới Động thì có lẽ là cái vùng hỗ trợ mà mạnh theo góc nhìn của Du là vùng 107-110.000, tức là cái vùng Fibonacci 38.2. Cái vùng hỗ trợ thứ hai là vùng 98-100.000 đồng. Thì thường những cổ phiếu tăng trưởng thì khi mà thị trường điều chỉnh ở góc độ thông thường thì nó sẽ chỉ dừng ở Fibo 38.2 đến Fibo 50% thôi. Còn ít khi cổ phiếu nó bị rơi quá Fibo 50%, trừ khi thị trường xảy ra những cái biến cố quá lớn, ví dụ như khủng hoảng do dịch Covid năm 2020. Nên quan điểm của Du thì với cổ phiếu Thế Giới Di Động thì mọi người có thể đợi những cái đợt điều chỉnh sâu trong tháng 4 để mọi người chờ mua ở cái vùng 98-110.000 cổ phiếu. Tức là chúng ta chờ thị trường giảm và cổ phiếu bị áp lực ngắn hạn nó giảm ở vùng đấy, chúng ta sẽ có cơ hội để quan sát và mua ở cái vùng hỗ trợ đấy. Thì với những cổ phiếu tăng trưởng thì cách mua tốt nhất là vẫn là mua khi cổ phiếu nó rơi vào những vùng hỗ trợ quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy như FPT hay Thế Giới Di Động hay VNG trong nhiều năm qua, thì những người mua trong những đợt giảm giá thường có biên lợi nhuận rất là cao so với những người mua trong các cái sóng tăng. Tại vì cổ phiếu cái cách tăng giá nó rất là chậm và nó đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn. Nên thường người ta sẽ đợi những cái đợt giảm sâu để người ta mua được những cái biên an toàn nó tốt hơn. Còn quan điểm của Du thì nếu mà nhìn góc độ cơ bản thì hay là cái sóng tăng trưởng trung hạn nó vẫn đang tiếp diễn, thì cái việc cổ phiếu này lên cái vùng giá 150-160.000 thì hay là theo định giá của Tuấn 170.000 thì Du nghĩ là khả thi. Tại vì cổ phiếu nó vẫn đang trong một sóng tăng trưởng trung hạn. Và cổ phiếu tiếp theo chúng ta đánh giá đấy là cổ phiếu Digital World. Thì quan điểm của Du thì nó sẽ giống như cách tăng của Thế Giới Di Động thôi, tức là sau quá trình tăng giá mạnh trong năm 2020
20 đến giai đoạn hiện tại, tức là cổ phiếu này đã tăng giá từ giá 17, 18 lên 130.000 đồng cổ phiếu, tức là tăng hơn 6 lần, mức tăng rất là mạnh. Nó rất là thích hợp với một cổ phiếu nhỏ tăng trưởng mạnh mà người ta hay gọi là cổ phiếu thường, là những phi thường, thì có lẽ nó sẽ đi theo mô hình của thế giới di động, tức là cổ phiếu tăng trưởng rồi nó sẽ có giai đoạn tích lũy. Thì với một cái sóng tăng kéo dài trong vòng một năm qua thì cổ phiếu này hoàn toàn có thể có giai đoạn tích lũy 6 tháng, thậm chí một năm là chuyện bình thường, và trong cái biên độ khoảng 20-25%. Thì với giả định đấy thì trong cái đợt sóng giảm thì đi dần quân hoàn toàn có những cái rủi ro rơi về lại các cái vùng hỗ trợ ở Fibo 38.2 hoặc Fibo 50%, tương ứng với vùng giá từ 70 đến 85.000 đồng cổ phiếu, 85-86.000 đồng cổ phiếu, tức là đấy là cái vùng hỗ trợ mà Dung nghĩ là nó tương đối mạnh. Và thường những cổ phiếu tăng trưởng ít khi nó để vỡ MA 200, hiện tại MA 200 cổ phiếu đang ở vùng cũng được một tím là 64.000 đồng cổ phiếu, thì nó sẽ dịch chuyển dần lên vùng 70 đến 75.000 đồng cổ phiếu trong tháng tới, thì có lẽ mọi thứ nó sẽ hội tụ ở đấy. Thì với quan điểm của Du về cổ phiếu thế giới số thì rõ ràng là quan điểm nó sẽ sideways trong vòng 6 tháng tới, tức là từ nay cuối năm thì xác suất sideways sẽ là cao hơn là xác suất tăng trưởng tiếp, tức là cổ phiếu sẽ giảm sâu và có những đợt tăng mạnh lại về vùng đỉnh cũ. Thì cái cơ hội mua nó sẽ mở ra khi chúng ta mua ở những cái vùng giá hỗ trợ, ví dụ như lúc nãy Du trao đổi là vùng 70-73 đến vùng 85-86, tức là cái vùng Fibonacci 50% và Fibonacci 38.2% so với mức tăng trước đó. Và cái kỳ vọng có lẽ là sẽ dừng ở vùng đỉnh cũ, tức là vùng 130-132 mà nó đã tạo ra trong vài tuần trở lại đây. Còn hiện tại trong ngắn hạn thì cổ phiếu này xu hướng nó vẫn tích cực, và cái lượng cung bán ra trên thị trường trong mấy ngày gần đây thì nó cũng không lớn, nên hoàn toàn cổ phiếu này nó cũng có xác suất là nó có thể tăng tiếp, rồi sau đấy nó bị rơi thì lúc đấy chúng ta đánh giá lại sau. Còn giả định như nếu 130-132 đó là cái vùng đỉnh ngắn hạn và nó sẽ điều chỉnh theo thị trường, thì cái chiến thuật đợi mua ở vùng 70 đến vùng 85 trong cái chiến thuật chiết đinh quay lại đỉnh cũ thì nó sẽ hợp lý hơn là một chiến lược chúng ta kỳ vọng nó tăng trưởng tiếp. Tại vì những cổ phiếu đã tăng trưởng mạnh nó sẽ đợi những cái chuyển biến cơ bản nó đủ mạnh hơn nữa thì nó sẽ tăng trưởng tiếp. Cổ phiếu thứ ba anh ta đánh giá là trường hợp của FRT. Thì trường hợp của FRT nó sẽ tệ hơn trường hợp của đi dần buôn hay thế giới di động. Thì rõ ràng chúng ta nhìn cái đỉnh của cổ phiếu này từ khi niêm yết nó là một cái chu kỳ đi xuống, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn. Và rất nhiều tổ chức đã phải thoái vốn phải cổ phiếu này khi mà mua trước đó, trước khi cổ phiếu IPO. Nhưng mà nếu mà nhìn từ tháng 3 năm 2020 đến nay, tức là cổ phiếu này cũng đang tạo một cái sóng tăng ngắn hạn và trung hạn, nó dần dần nó tích cực lên, tức là nhìn rộng ra từ khi niêm yết đến nay thì vẫn là sóng hồi phục thôi, khi mà cổ phiếu nó còn chưa vượt qua cái mức Fibonacci 50% từ cái mức nó giảm. Còn nếu mà nhìn ngắn ra, chúng ta nhìn từ tháng 4 năm 2020 đến nay thì nó đang là sóng tăng ngắn hạn và trung hạn, tức là kéo dài được khoảng 1 năm rồi. Thì với cổ phiếu này trong ngắn hạn thì cái kháng cự ở vùng 35 hiện tại nó cũng tương đối mạnh, kháng cự từ giữa tháng 1. Thì chết đinh về mặt kỹ thuật thì với cổ phiếu này thì Dũng nghĩ là cổ phiếu này sẽ có tính đầu cơ hơn là cổ phiếu đi tuần buôn hay là giấy động, vì bản chất cổ phiếu này vẫn trong một cái chu kỳ tái cơ cấu và nó còn nhiều dấu hỏi phía trước, những cái tăng trưởng về mặt chuyển đổi nó sẽ mất thời gian hơn, nên thường cổ phiếu ở trong giai đoạn một tăng giá nó sẽ là giai đoạn nó nặng tính đầu cơ, nặng tính kỳ vọng hơn là những cái gì chuyển biến thực. Thì cổ phiếu này thì nếu mà chết đinh góc độ kỹ thuật thì không nên mua ở các vùng hỗ trợ, mà nên mua khi nó vượt đỉnh, tức là khi nó vượt vùng đỉnh 35.000 đồng cổ phiếu, thì lúc đấy cái cơ hội để lên lại cái vùng giá khoảng 50.000 đồng cổ phiếu nó sẽ tích cực hơn. Còn nếu mà gắn với bối cảnh thị trường thì phiên nay khi thị trường giảm thì nó cũng khá tích cực và dòng tiền nó rất là tốt, nhất là trong vòng một tuần trở lại đây. Nhưng mà dù sao mình nghĩ là những cái cổ phiếu mà đã có tính chất đầu cơ mà có lượng margin tham gia chắc chắn nó sẽ có sự tác động và biến động theo diễn biến thị trường. Thế nên cái cổ phiếu này thì có lẽ cũng nên đợi thêm. Và nếu mà khi nào thị trường tích cực trở lại và cổ phiếu vượt 35.000 thì nên quan tâm. Còn không nên mua khi nó đang sideways hoặc nó ở vùng hỗ trợ. Thì với những cổ phiếu mà đang có sóng giảm mà từ khi nên biết nay, tức là sóng giảm lớn hơn 2 năm ấy, thì rõ ràng là các cái sóng hồi phục này hoàn toàn nó có thể có rủi ro là cổ phiếu hoàn toàn có thể thất bại và nó có thể giảm sâu hơn nữa, mà dù đã từng chứng kiến. Thì tốt nhất là mua khi cổ phiếu nó bứt lên chứ không mua khi cổ phiếu nó điều chỉnh. Cổ phiếu thứ tư chúng ta quan tâm đấy là trường hợp của P&J, thì cũng đồng ý với Tuấn là trường hợp P&J nó không mạnh như trường hợp thế giới di động, tức là cái sóng tăng nó đã diễn ra một cái cú rất là mạnh từ 2013 đến 2018, tức là sau khi cổ phiếu này gặp những cái biến cố mà nó cơ cấu lại, nó giúp cái biên lợi nhuận nó tăng trưởng tốt hơn và chiếm lĩnh thị phần. Thì rõ ràng cái sóng tăng trưởng 5 năm thì cái việc mà sideways tích lũy trong vòng
2-3 năm là chuyện bình thường. Chính vì thế nên từ 2018 đến năm nay, kể cả 2021 thì nó vẫn nằm trong cái sóng sideways thôi, chưa phải sóng tăng trưởng. Thì năm 2020 cổ phiếu nó bị giảm mạnh bởi dịch Covid. Và cổ phiếu này nó cũng tăng trưởng trở lại, nó cũng hồi phục trở lại, chứ nó chưa phải một sóng tăng trưởng, vì bản chất cổ phiếu này vẫn nằm dưới đỉnh. Và hoàn toàn nó có thể tiếp tục dao động trong cái biên độ sideways này, tức là cái biên độ sideways từ năm ngoái, tính từ 2018 nay, nó sideways trong vùng 50.000 đến vùng 9.000 đồng cổ phiếu. Và vẫn là các cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, ví dụ như đỉnh 2021 hiện tại đang thấp hơn đỉnh của 2020. Và đỉnh 2020 thấp hơn đỉnh 2018. Tức là chúng ta đang chết định trên một cái kênh giá nó hơi dốc xuống. Thì với cổ phiếu này thì cũng có thể là mua khi mà cổ phiếu này nó có các cái đợt điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ. Và cái kỳ vọng nó sẽ không lớn, tại vì nó chưa mang hàm ý cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Thì với P&J thì vùng hỗ trợ thứ nhất ở vùng 70.000 đồng cổ phiếu. Và vùng hỗ trợ thứ hai ở vùng 65.000 đồng cổ phiếu, nó tương ứng Fibo 38.2 50%. Thì khi chúng ta mua cổ phiếu này ở các cái vùng hỗ trợ trên thì cái biên an toàn nó sẽ đủ tốt để chúng ta có một cái kỳ vọng lợi nhuận khoảng 20-25%. Còn mua ở vùng giá hiện tại thì rất là khó, tại vì cái triển vọng vượt đỉnh ở vùng 90.000 hay là thậm chí cao hơn ở vùng đỉnh 2018 ở khoảng 95-96.000 đồng cổ phiếu. Thì dù chưa nhìn thấy, thì vì cái xung lực nó càng ngày càng yếu đi, tức là cái dòng tiền nó càng ngày nó càng yếu ở cổ phiếu này, cái mức độ hào hứng nó càng ít đi. Và tất nhiên thì nó cũng hàm ý là cái thanh khoản nó thấp thì nó cũng cho thấy là người bán cũng ít đi. Nhưng chúng ta chỉ biết là cái diễn biến tiếp theo nó biến động theo chiều nào, nhưng cái mẫu hình của nó đang không thực sự tích cực cho trung hạn như các những cổ phiếu như Digital World hay là Thế Giới Di Động. Thì quan điểm chúng ta nên đợi những đợt điều chỉnh chung của thị trường, chúng ta mua để có một cái biên kỳ vọng 20-25%. Nó không phải cổ phiếu thực sự là ấn tượng với du lắm. Sau khi so sánh với Thế Giới Di Động hay Digital World hay là ngay cả FLT thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Và cổ phiếu này nó mang nặng tính chất đầu tư hơn là đầu cơ. Thì buổi trao đổi ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Tuấn có cái tổng kết. Vâng, thì tôi xin tổng kết lại là Tuấn và anh Thu cùng đồng ý ở góc độ là đối với P&J là một doanh nghiệp mà cái tăng trưởng của họ rất là chậm, và định giá họ cũng ở góc độ vấn thì định giá của họ không hề hấp dẫn. Và anh Thu cũng cho rằng là cái quá trình tăng trưởng của họ bắt đầu bị giảm đi rồi. Và nếu như quý vị nhà đầu tư muốn tham gia ở P&J thì mọi người có thể mua khi mà giá về vùng hỗ trợ khoảng 70-65. Nhưng mà cũng để trông chờ cái quá trình tăng giá mạnh của P&J thì thường sẽ là khó. Anh Tuấn và Du cũng đồng ý ở góc độ là đối với Thế Giới Di Động là công ty mà có nhiều cái câu chuyện tăng trưởng phía trước. Đối với Tuấn thì Tuấn cho rằng là chủ yếu là mình sẽ dựa vào cái câu chuyện bách hóa xanh giảm lỗ. Và anh Du thì cho rằng là nếu như chúng ta mua Thế Giới Di Động, chúng ta có thể mua ở vùng khoảng 107-110.000. Hỗ trợ 38% và 98.000 đến 110.000 hỗ trợ ở vùng 50%, và đây là cái vùng khá là hấp dẫn để tham gia. DTGone thì anh Du cho rằng là khá nhiều khả năng sẽ tích lũy khoảng 6 tháng 1 năm tới, và mình sẽ mua khi mà nó về vùng khoảng 71-72 hoặc là 85-86 để trông chờ một cái mức tăng về lại đỉnh cũ. Và Tuấn, ở góc độ của Tuấn thì Tuấn cho rằng là cái định giá của DTGone hiện tại là không hề rẻ, và nên nó sẽ hàm chứa rủi ro khi mà chúng ta đầu tư vào thời điểm hiện tại. FLT thì ở góc độ của Tuấn thì Tuấn cho rằng là cổ phiếu này đang khá là rẻ, và câu chuyện mà chuyển đổi từ 2G sang tắt sóng 2G là khá là hấp dẫn, và Tuấn cho rằng là mức tăng của FLT sẽ rất là nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Và anh Du thì cho rằng là cái FLT thì cái kháng cự của họ là khoảng 35.000. Và đối với FLT thì chỉ nên mua khi cổ phiếu này vượt đỉnh. Đó là quan điểm chung của trong chương trình tiêu điểm đầu tư ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong buổi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.